Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU công bố huấn luyện viên chính thức sau 2 tuần. Xác nhận MU chốt siêu tiền đạo ngon hơn Haaland. Marcus Rashford đang tính đường tháo chạy khỏi MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Xác nhận MU chốt siêu tiền đạo ngon hơn Haaland. Mới đây, tờ Bild đã cập nhật những tin tức nóng nhất liên quan tới việc chuyển nhượng của MU mùa hè năm nay. Theo đó, đích thân huấn luyện viên Ralf Rangnick đã yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng bổ sung thêm một tiền vệ và hai tiền đạo vào kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Việc Pogba sắp chia tay MU có thể không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của Quỷ Đỏ. Thậm chí, MU đang có cơ hội để chiêu mộ một trong những mục tiêu mà họ luôn khao khát nhiều mùa giải gần đây là Declan Rice hay Calvin Phillips. Cũng theo nguồn tin trên, việc Man City ở rất gần Erling Haaland đang giúp Man United sắp có được chữ ký của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất giải ngoại hạng Anh trong nhiều mùa giải qua, Harry Kane. Mùa hè năm ngoái, chân sút người Anh đã suýt chút nữa tới sân Etihad thi đấu, tuy nhiên mọi việc đổ bể vào phút chót. Có thể đó sẽ là định mệnh của Kane và MU bởi ở thời điểm hiện tại, Old Trafford chắc chắn là biên độ lý tưởng nhất cho chân sút 28 tuổi. Theo nhiều chuyên gia nhận định, nếu như Erling Haaland thực sự tới nước Anh thi đấu, tiền đạo người Na Uy cũng sẽ phải mất ít nhất 2 mùa giải để đạt được phong độ của Harry Kane, người đã có kinh nghiệm thi đấu nhiều năm tại đấu trường này. Rashford tính đường tháo chạy khỏi MU. Tiền đạo 24 tuổi sa sút phong độ vài tháng trở lại đây, được tung vào sân từ giữa hiệp 2 trận derby Manchester, Rashford cũng không để lại chút dấu ấn nào. Nguồn tin từ Guardian cho hay, bản thân Rashford đang khá thất vọng vì không được đá chính thường xuyên dưới chiêu đại huấn luyện viên Rangnick. Thế nên, tuyển thủ Anh cũng suy nghĩ nghiêm túc về khả năng rời đội bóng thành Manchester nếu tình hình không được cải thiện. Trong vòng 11 vòng đấu gần nhất ở ngoại hạng Anh, Marcus Rashford chỉ 2 lần đá chính. Còn lại, phần lớn Anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Trận derby Manchester, dù cả Cavani lẫn Rashford chấn thương, huấn luyện viên Rangnick vẫn quyết định lựa chọn tiền đạo trẻ Alanga thay vì Rashford. Không có phong độ tốt và thường xuyên dự bị tác động đến sự tự tin của Rashford. Mỗi khi có bóng, anh xử lý dâm ra, thiếu hiệu quả. Hợp đồng hiện tại của Rashford với MU còn thời hạn đến năm 2023, kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng. Quỷ Đỏ chắc chắn không muốn mất đi nhân tố trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ. Mặc dù vậy, tương lai Rashford phụ thuộc khá nhiều vào việc ai sẽ là thuyền trưởng chính thức của MU mùa tới. Ralf Rangnick ra tối hậu thư cho các cầu thủ MU. MU không thể đánh rơi điểm nào nữa trong 10 trận ở ngoại hạng Anh còn lại nếu muốn có vé dự Champions League mùa sau. MU rơi xuống thứ 5 sau khi để thua thảm Man City 1-4, trong khi Arsenal thắng 3-2 trên sân Watford. Đội bóng của Ralf Rangnick hiện kém pháo thủ 1 điểm, đội vẫn còn 3 trận trong tay. Điều rõ ràng với MU, nếu muốn có cơ hội kết thúc trong top 4 ngoại hạng Anh, chúng tôi phải không được đánh rơi thêm điểm nào nữa. Chúng tôi còn 10 trận phía trước và có những cuộc đối đầu khó khăn. Điều quan trọng với MU lúc này là thể hiện được bước tiến mà đội đã thực hiện cùng nhau trong mấy tháng qua. Kể đến, chúng tôi phải đảm bảo được hai chiến thắng quan trọng trên sân nhà tới đây, gặp Tottenham và Atletico Madrid. MU công bố huấn luyện viên chính thức sau 2 tuần nữa. Thời gian qua, Erik ten Hag và Mauricio Pochettino dường như là hai ứng cử viên hàng đầu ngồi vào ghế nóng tại MU. Erik ten Hag đã gây ấn tượng tại Ajax trong những năm gần đây, giúp đội bóng Hà Lan trở thành một trong những câu lạc bộ đáng xem tại Champions League. Trong khi đó, Pochettino được ban lãnh đạo MU đánh giá rất cao từ lúc ông còn dẫn dắt Tottenham. Ngoài bộ đôi kể trên, Quỷ Đỏ cũng được cho là đang nhắm tới những cái tên như Mancini, Carlo Ancelotti và Luis Enrique. Và theo The Atlantic, giám đốc điều hành Richard Arnold của MU muốn nghiên cứu toàn diện về các ứng cử viên kế nhiệm huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick. Nguồn tin này còn tiết lộ rằng một cuộc do thám đã được thực hiện để đáp ứng yêu cầu của Arnold. MU dự kiến sẽ công bố mục tiêu số 1 của họ trong 2 tuần tới. Thay vì phải đợi đến mùa hè này, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ muốn huấn luyện viên mới ngay lập tức tham gia vào việc xây dựng câu lạc bộ cho cả mùa giải tới và dự án lâu dài trong tương lai. Fred và McTominay là điểm yếu của MU. Pep Guardiola thừa nhận MU dưới sự dẫn dắt của Ralf Rangnick đã có những sự khác biệt so với thời Solskjaer. Tuy nhiên, ông cùng các học trò vẫn biết cách để tìm ra điểm yếu của đối thủ để có thể khai thác và giành chiến thắng chung cuộc. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ trên BBC. Chúng tôi đã chơi tốt ngay từ khi nhập cuộc. Chúng tôi hiểu rằng buộc phải kiên nhẫn trong cách tiếp cận trận đấu và đã làm rất tốt điều này. Ralf Rangnick đã giúp MU có những sự thay đổi. Họ chơi sung sảo hơn, nhưng chúng tôi vẫn biết cách để tìm ra điểm yếu của họ để có thể khai thác. Đó là khoảng trống mà Fred và McTominay để lại sau lưng. Nhờ đó, chúng tôi tích cực triển khai bóng vào đây, đặc biệt trong hiệp 2.
Từ những phút đầu tiên tới hết trận, chúng tôi luôn khao khát giành lại quyền kiểm soát bóng ngay khi mất bóng. Chúng tôi luôn muốn kiểm soát bóng nhiều nhất có thể, và trong hiệp 2, chúng tôi đã làm tốt. Man United cần mua hai cái tên để hoàn thiện đội hình. Cựu danh thủ Rio Ferdinand mong muốn Man United nâng cấp đội hình vào mùa hè này bằng việc chiêu mộ những tân binh chất lượng. Một trong những điều quan tâm của người hâm mộ chính là đội bóng có những bổ sung như thế nào trong thời gian tới để nâng cấp đội hình. Và trên kênh YouTube Five, cựu trung vệ Rio Ferdinand cho rằng Man United nên hướng đến việc chiêu mộ Declan Rice và John McGinn. Vâng, tôi nghĩ rằng họ là những nhân tố có phẩm chất tốt, có những yếu tố mà Man United đang cần. Tôi nghĩ một số người sẽ nói, ồ, McGinn không phải là một bản hợp đồng đủ hứa hẹn, nhưng tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Liệu cậu ấy có đưa chúng ta trở thành nhà vô địch Champions League và ngoại hạng Anh không? Có lẽ không chỉ dựa trên kỹ năng, nhưng tôi nghĩ nó còn nằm ở sự quyết tâm của tập thể. Còn Declan Rice, tôi đã nói đủ về cậu ấy. Tôi rất thích anh chàng này. Nếu bạn là một trong những câu lạc bộ hàng đầu, chắc chắn bạn rất muốn xây dựng đội hình xung quanh cậu ấy. Những vấn đề của MU. Man City của Pep dĩ nhiên luôn được xem là tập thể mạnh bậc nhất châu Âu trong việc bắt đối thủ chơi theo cách của mình. Tuy nhiên, không ít đội bóng tìm ra cách quật ngã nửa xanh thành Manchester. Không đâu xa, Tottenham vừa quật ngã Man City 3-2 cách đây 2 vòng, dù chỉ kiểm soát bóng 29%, và tung ra 6 cú đá cả trận. Vấn đề lớn nhất vì thế nằm ở MU. MU gặp vấn đề ở mọi tuyến, từ hậu vệ, tiền vệ đến tiền đạo. Đội hình Quỷ Đỏ hiện không vận hành như một tập thể và càng không thi đấu với nhiệt huyết. Nội bộ của Quỷ Đỏ thậm chí đang dậy sóng với cái tên quen thuộc là Rondo. Atlantic tiết lộ sau khi Rondo biết mình không có tên trong danh sách thi đấu trước Man City, siêu sao người Bồ Đào Nha lên máy bay quay trở về quê nhà Bồ Đào Nha để nghỉ dưỡng. Hành động này được xem là khiến phong thay đồ của MU bất ngờ. Các cầu thủ kỳ vọng CR7 sẽ xuất hiện trên khán đài sân Etihad để cổ vũ cho các đồng đội, nhưng thực tế lại đi ngược lại ý muốn. Trên mạng xã hội, một bài đăng từ hội cổ động viên Rondo cho biết CR7 và HLV Rangnick có mâu thuẫn. Nhà cầm quân người Đức không muốn Rondo đá chính trước Man City nên tìm cách tạo lý do. Bài đăng này được chính chị gái của CR7 bấm thích. Những mâu thuẫn kiểu này không mới, thậm chí có thể coi là cũ rích với MU. Cứ sau mỗi thất bại, những tin tức đồn đoán kiểu này sẽ lan truyền khắp báo chí. Gary Neville gần đây nhấn mạnh, bản thân biết ai là người làm rò rỉ tin tức khỏi phòng thay đồ MU và quả quyết điều ấy không bao giờ diễn ra ở triều đại Sir Alex Ferguson. Ở bất kỳ tập thể nào, thông tin trong phòng thay đồ luôn là bản lề trong sự vững mạnh của tập thể. Thông tin tuần ra từ phòng thay đồ của Man City, Liverpool chưa bao giờ xuất hiện với tần suất dày đặc cùng tính chính danh tới mức cựu cầu thủ phải xác nhận điều này. Với MU, những thông tin bí mật đến mấy cũng bị đem bán. Điều này càng làm nổi bật hơn các lỗ hổng tại Old Trafford. MU không chỉ chơi kém trên sân cỏ, tồn tại mâu thuẫn giữa huấn luyện viên và cầu thủ, mà có cả những người sẵn sàng dùng thông tin ấy để đem bán cho báo chí. MU luôn là một câu lạc bộ lớn với thương hiệu nổi danh bậc nhất toàn cầu, nhưng tầm cỡ và tính chuyên môn của đội bóng này không xứng đáng với vẻ ngoài hào nhoáng ấy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!